Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nhá. Chào Nguyễn Thị Huyền nha. Có rất nhiều xe SH cho mọi người luôn. Chào Lê Kiên nhá. Chào Hoàng Vũ nha. Mọi người ơi, mọi người muốn tham khảo con xe nào để lại bình luận nhé. Quang Luân ơi, cửa hàng có bán trả góp nha. Anh đang tham khảo mua xe nào ấy. Cửa hàng đang có một con xe SH N2021, xe màu cực đẹp luôn. Đây. Hoàng Vũ ơi, cửa hàng có làm việc cả buổi trưa nhé. Bạn cứ đến cửa hàng giúp mình nhé. Em chào anh Hà Tùng ạ. Chào Vân Thúy Nguyễn nha. AB cửa hàng có rất nhiều. Từ các đời 2017-16 nhé. Trở lên cửa hàng đều có. Đen nhám đời 2018 chỉ từ 36.600.000 là có xe. Còn từ đời 2019 là tầm gần 40 triệu là có xe màu đen nhám nhé. Xe rất đẹp luôn. Cửa hàng cam kết cho mình là xe không tai nạn, đâm đụng, không ngập nước. Bảo hành máy nghiêm, máy zin trọn đời mọi người nhé. Chào Quang Huy nha. Hùng Doãn ơi, XC150 đen sần, cửa hàng đang có xe mới và xe cũ nhé. Anh muốn tham khảo con xe nào ạ? Chào Thành Tiết nha. SH đời 2020-2021, màu đen, màu đỏ, cửa hàng đều có nhé. Hiện tại cửa hàng còn có nhiều khuyến mại cho mọi người ấy. Mọi người có thể đến mua xe được khuyến mại mũ hoặc áo mưa và bảo hiểm xe cho mọi người nha. Anh ơi, XC150 cũ cửa màu đen nhám thì tầm hơn 30 triệu một tí nhá là có xe. Vision đen nhám cửa hàng đang có xe cũ nha mọi người ơi. AB các đời 2016. Đức Kiên ơi, cửa hàng em đang có xe SH cũ từ 50.900.000 là có xe cho mọi người rồi nhé. Hoàng Vũ ơi, bạn đến cửa hàng tại 237 là bên xe ga, và 238 là cửa hàng xe mới và 289 là cửa hàng xe số cho mọi người nha. Bạn đến cửa hàng giúp mình nhé. Chào Hoàng Vũ, chào Hồng Hào nha. Xe Jeep, cửa hàng đang có một con xe Jeep giá 14.500.000. Mọi người có thể dùng đi chợ này, đi học này, rất nhẹ nhàng luôn. Xe gọn, nhỏ gọn. Chào Nguyễn Trường Dung nha. Chào Duy Văn Văn Diễn nhé. Cửa hàng có cả xe cũ và xe mới nha. Xe mới của Vision là giá trị từ 30.500.000 là có xe rồi. Còn Abarth xe mới chỉ từ 41.200.000 là có xe mọi người nhé. Và ok Hoàng Vũ ơi, rất mong bạn ủng hộ cửa hàng nha. Chào Lý Mạnh Tùng Tùng nhé. SH More cửa hàng có rất nhiều nhé. Chỉ từ 40.800.000 là có SH More cho mọi người thôi. Chào Phạm Văn Hưng nha. Đây,
Các bạn mở SH Mall đây, cửa hàng đang có. Chị Nguyễn Văn Tĩnh. Anh ơi, hôm nay em live bên xe ga nha. Nên là em không quay được xe số cho mình. Anh cứ đến cửa hàng tham khảo trực tiếp xe số giúp em ấy nhá. Hoặc là anh có thể để lại bình luận tham khảo con xe nào ấy thì anh cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình nha. Nguyễn Trường Dung ơi, AB trắng. Nguyễn Trường Dũng à? AB trắng 125. 125 cửa hàng đang bán là 41.200.000. Bạn ở đâu vậy? Bạn ở huyện hay thành phố để cửa hàng báo giá chính xác cho mình nhá. Solid cửa hàng cũng có rất nhiều. Solid là chỉ từ 27.600.000 là có solid cho mọi người rồi nha. AB các đời từ 2016 trở lên cửa hàng đều có nhé. Cửa hàng đang có con AB đời 2021, xe mới chạy có 100 cây thôi, xe rất đẹp luôn. Giá là 38.800.000. Nguyễn Trường Dũng ơi, biển huyện thì chỉ mất có 140 đến 150 tiền đăng ký thôi mọi người thôi anh nhé. Thì anh cứ đến cửa hàng giúp em biết ạ. Chào Thanh Hằng. Anh ơi, Rider cửa hàng em có nhá. Rider chỉ từ 18.900.000. Thì cửa hàng gửi chiếc gửi đường link cho mình tham khảo nha anh. Cửa hàng em đang có một con SH màu cực đẹp luôn, siêu đẹp, đời 2021. Em không biết đề màu gì. Đây ạ. Màu siêu đẹp luôn. Giá 78.800.000. Đời 2021. Các bạn đen nhám đời cũ 2019, 18 cửa hàng em đều có cho mọi người nhé. Đây, AB 150 là 125 cửa hàng em đều có nhé. Chào Hồng Lê, chào bố Cubin nha. Màu xanh tím than này, nhiều khách, rất nhiều khách hỏi luôn. 32.900.000 đời 2018 nhé. Vario, AB đen nhám, Vep 3 cửa hàng đều có nhé. Vep 3 đây ạ. Giá trị từ 27.900.000 mà còn xét cho mọi người rồi nha. Hôm nay em live bên xe ga đấy. Còn ví dụ mà mọi người muốn tham khảo con xe số nào như là xe Way hay xe Earth này, hoặc là Exide hoặc Winner, cửa hàng các bạn bình luận. Và mọi người để bình luận nhé. Thì em sẽ gửi link cho mình tham khảo. AB Nguyễn Trường Dũng ơi, mình muốn tham khảo con 150 hay là 125 nhỉ? SH trắng có nhiều quá trời luôn. Toàn sắc đẹp cho mọi người ơi. Nguyễn Trường Dũng ơi, con đấy sẽ rơi vào tầm mấy trăm cây ấy, thì nó sẽ là màu đỏ đời 2021 nhá. Thì cửa hàng sẽ gửi đường link cho anh nha. 38.800.000 là có xe.
Hào Quang ơi, cửa hàng em lại không có CBR. Cửa hàng em đang có một con GSX cũng 150. Anh có thể tham khảo sang con đấy nhá. Chị giá là 42 triệu 900, xe còn rất mới luôn. Chào Hoàng Sơn nha. Ông mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Mọi người có thể đến cửa hàng tham khảo xe trực tiếp giúp em tại 237, 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Tất cả dòng xe ở cửa hàng đều được hỗ trợ trả góp và được sang tên nhanh nhất có thể cho mọi người nha. Chào Nguyễn Bá Mừng nhé. Từ 50 triệu 900 là có xe SH rồi nha mọi người ơi. Chào Tống Tâm, chào Trấn Trần nhá. Mọi người ơi, xin kết thúc livestream ở đây nhá. Ông Nguyễn Bá Mừng ơi, Ram Thái cửa hàng em đang hết mất rồi. Chỉ còn Ram Việt thôi anh ơi. Ram Việt thì chỉ từ 32 triệu 800 là có Ram Việt cho anh nhá. Cho đẹp lắm luôn. Chào Minh Quân nha. Ông mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nha. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đến với cửa hàng ạ.